Các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video review cái dự án giấy trắng wallpaper của dự án Agrotech Farm. Thì cái dự án Agrotech Farm là cái thiết bị mang tính cách mạng trong việc trồng công nghiệp của các loại phổ biến với độc đáo của các cà chua, dâu tây, việt dao và nhiều hơn nữa, tự động quanh năm và bất kể điều kiện khí hậu nào. Đây là nội dung content có trong cái mục lục này, các bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn về cái dự án này. Cách tải cái dự án này, wallpaper này trên cái trang web chính thức của dự án Agrotech Farm. Thì mục tiêu cuối cùng của cái Agrotech Farm này là làm cho cái thực phẩm màu xanh lá cây hữu cơ dễ dàng cho mọi người trên toàn cầu và giảm thiểu tác hại môi trường do sản xuất nông nghiệp hiện nay. Để được nó thì cái ATF đang tạo ra cái sinh thái toàn cầu của thực phẩm hữu cơ dựa trên tính cách mạng công nghệ nông nghiệp bằng cách sáng chế với các thiết bị IoT sáng tạo. Thì sự ra đời của blockchain trong hệ thống ATF sẽ đảm bảo tất biến các tính xác thực của các thông tin về nguồn gốc và phát triển quá trình sản trồng và các thiết bị. Thì cái dự án này sẽ giải quyết các vấn đề nông nghiệp, đặc biệt chú trọng đến cái việc giảm chuỗi cách để cung cấp hàng hóa cho người tiêu dùng, để tăng các chỉ số chất lượng sản phẩm nuôi và giảm chi phí tổ chức kinh doanh trong các lĩnh vực nông nghiệp. Thì ở đây dành cho nghiên cứu phát triển những cái giải pháp tích cực, thảo luận cho cái việc trong cộng đồng thế giới, và đã tìm thấy những ý tưởng về cái trang trại thẳng của cái giáo sư Dixon. Bản chất ý tưởng này là trồng cây tiếp theo trực tiếp đến người dùng cuối, cụ thể là trong các thành phố, các tòa nhà nhiều tầng. Nó được hoàn toàn tự động phục vụ bởi một số ít nhân viên. Trên mỗi sàn, một loạt các sản phẩm thực vật được trồng bằng cây thủy canh và khí canh, được tưới nhỏ nước và đóng gói gửi đến người tiêu dùng, đến các cửa hàng, chợ và những nơi khác. Và bước đầu tiên theo hướng này có thể coi là sự phát triển của ngành nông nghiệp đô thị trong các mái nhà của người ta chung cư, và đang tích hợp tập luyện đang phát triển các kiểu ấm áp. Và cái Agrotech Farm ICO này là một cái dự án của công ty thành lập, và nó được thành lập vào năm 2012 bởi một nhóm các nhà nghiên cứu để cây trồng nông sản. Thì cái dự án này được đưa vào sản xuất vào cuối năm tháng 8 2018 này, không phụ thuộc vào kết quả ICO. Với cái chương trình huy động vốn ICO này sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 7 2018, và việc sản xuất hàng loạt của cái ATF này sẽ đưa ra bước vào thị trường Mỹ và Canada được dự kiến vào cuối năm 2018. Doanh thu của châu Âu sẽ bắt đầu năm 2018. Thì Agrotech Farm này là một thiết bị thông minh hoàn toàn tự động có cho việc phát triển thức ăn tự nhiên gần xa, và ATF này sẽ cung cấp cho bạn với các loại rau hữu cơ, hoa quả, rau xanh vào trong suốt cả năm, không hóa chất và bất kể điều kiện khí hậu của bạn. Thì cái dự án này với tính năng kỹ thuật quan trọng của ATF như cái tự động điều khiển của thiết bị để đảm bảo sự tăng trưởng của cây trồng hữu cơ tất cả các giai đoạn trồng trọt, trong đó có các ví dụ như khí canh thụ phấn, hay các duy trì các giải pháp lựa chọn thay cho suốt kỳ tổng thể, hay là làm sạch tự động lượng nước. Hay đây là cái quá trình không đòi hỏi kỹ năng nông học cụ thể hoặc các kiến thức, hay các nhà SMB là các thiết bị được tạo ra trong hai cái thay đổi này. Với cái công nghệ này cho phép tiêu thụ tươi hữu cơ sẵn sàng để cho các thức ăn quanh năm và trong bất kỳ cái môi trường nào. Việc trồng cây thiết bị ATF này không đòi đất, do đó không có sâu bệnh hoặc liên quan đến các bệnh liên quan đến cái mối đe dọa của cả nhà máy, và nó không còn đòi hỏi giám sát làm cỏ hoặc đặc biệt là tình trạng của đất và nhà máy riêng. Nhờ việc cung cấp nước một cách hiệu quả, lập trình trước thì phổ biến phổ bên phải của ánh sáng và một số cái cố định có một cách hợp lý từ mặt trời, và sử dụng tối ưu các chất dinh dưỡng, thời gian chín giảm đáng kể. Thì ở đây là cái ATF mô hình công nghiệp trái ngược với ATF truyền thống, đã tạo ra một cái sản xuất công nghiệp thực phẩm màu xanh lá cây hữu cơ. Công dụng của nó như là công ty phát triển bất động sản, hay là cái giải pháp hiệu quả cho các tổ chức nhân đạo quốc tế, chính phủ. Chương trình ATF công nghiệp này cho phép là tăng trưởng công nghiệp quy mô với chuỗi cung ứng bán lẻ thực phẩm và công ty nông nghiệp. Thế thì làm thế nào để cái ATF công nghiệp cải thiện nông nghiệp? Thì hầu như nó phụ thuộc vào đất đai với cái sản lượng 10 lần mét vuông, hay cái chu kỳ hoạt động tốc độ tăng trưởng hơn 30% không cần hóa chất. Với cái công nghệ ATF là sự kết hợp của các kỹ thuật phần mềm và khoa học,
Thì sự kết hợp này được thiết kế cho phép tự tái chế cái tự động của các phát triển điều kiện tự nhiên trong các thiết bị ATF quanh năm và bất kể cái điều kiện khí hậu nào. Thì các công nghệ ATF cao công nghiệp này được thiết kế cho cái việc sử dụng hiệu quả cao của các vốn đầu tư, đạt được cái thời gian hồi vốn ngắn nhất do năng suất cao đảm bảo. Với các chế độ thông gió hay là thắp sáng, với cái thải CO2 làm sạch không khí, giải pháp dinh dưỡng cho các cây. Về cái chương trình ICO này thì mục tiêu cuối cùng của ICO là nâng cao 20 triệu đô trong các quỹ để khởi động sản xuất công nghiệp của thiết bị ATF và quy mô thị trường toàn cầu ngay từ đầu. Thì cái chương trình ICO này bán trực tiếp từ ngày 16 tháng 2 2018 đến ngày 20 tháng 4 2018. Pre-ICO sẽ được sự quan tâm của cộng đồng là 360 ETH, và nó sử dụng cái hợp đồng thông minh LC20. Token sẽ được phát hành lên tới 5 triệu token. Còn chương trình ICO này sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 và kết thúc 31 tháng 7 2018. Số lượng tối đa của thẻ trong ICO hoặc mũ cứng được đặt ở 40.000 Ethereum, và chúng tôi hoàn lại mua ICO lắp mềm tối thiểu đây là 1.600 Ethereum. Về cái chương trình phân bổ mã thông báo với tổng token là 5 triệu thẻ ATF thì 65% dành cho mở bán, 10% dành cho dự trữ, 7% dành cho thị trường, 6% dành cho đội ngũ dự án, 5% dành cho chương trình bounty giới thiệu, 3% dành cho cố vấn, 2% dành cho đối tác partner và 2% dành cho chương trình bounty. Về cái tính minh bạch của kiểm toán thì ATF nhằm mục đích minh bạch đầy đủ của ICO và các giai đoạn tiếp theo của sự phát triển công ty. Token ATF từ dự trữ của công ty sẽ bị đóng băng trong một cái năm dương lịch. Thì cái giá của cái chương trình tốc trong cái thời gian ICO này với một token tương đương với 0,012 Ethereum, và trong giai đoạn token thưởng đầu của số tiền này lên đến 50%, và trong cái quá trình bán hàng thì tiền tệ chấp nhận đây là Ethereum hoặc Bitcoin. Về cái giá trị của cái thẻ ATF này mang lại về cái giảm giá sản phẩm hay cái bảo dưỡng giảm giá, danh sách trao đổi hay cái việc mua lại. Thì đây là cái thông tin thẻ của Agro Tech Farm đưa ra ATF. Thì chương trình như nói ở trên thì chương trình pre-sale đã kết thúc và hiện tại nó đang chương trình token sale với tiền bán token lên tới 5 triệu token, và cái hash cap ở đây là 40.000 Ethereum. Đầu mua tối đa trong cái thời gian ICO là 3.250.000 token. Thì đây là cái lộ trình roadmap của dự án này, các bạn có thể tìm hiểu chi tiết ở đây hoặc trên trang web chính thức của cái dự án là ATF này. Thì đây là đội ngũ của dự án và cái market thị trường của dự án này, các sản phẩm hữu cơ nó như nào, các bạn có thể nhìn thấy biểu đồ như này và các thị trường hữu cơ cần sa, phân tích tiêu dùng ra sao để gọi có biểu đồ phân tích và đối thủ cạnh tranh của cái ATF này. Như một số công ty trang trại đứng riêng như cái Roadsquare hay Zipro hay Farmfrae, khán giả mục tiêu phân đoạn thị trường tiêu dùng ở phân đoạn phân cấp và cao cấp phân đoạn. Thì đây là dữ liệu tài chính của cái dự án này, các bạn có thể xem những cái biểu đồ về phân tích tài chính của dự án. Thì cái dự án này có những cũng đối với các dự án khác sẽ cũng có cái rủi ro, nhưng nó sẽ được cam kết và đảm bảo từ công ty cho khách hàng, thì các bạn có thể yên tâm hơn phần nào. Thì trang web chính thức của dự án này là arotechfarm.io, các bạn có thể lên trang web chính thức này để tải cái mục giấy trắng white paper này về để tìm hiểu chi tiết hơn. Thì trên đây là cái video của mình review đánh giá về cái giấy trắng white paper của dự án ATF Arotech Farm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.